Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Long Võ nha. Sẽ có một số hoa giấy giá sale cho quý cô chú anh chị em mình giảm giá về sưu tầm nha quý anh chị em. Rồi chào Đông. Rồi chào anh Thái nha, chào cô chú anh chị nha. Lời nói đầu tiên cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ủng hộ em clip vừa rồi nha cô chú anh chị. Nó thì hôm nay thì em cũng lên một số hoa giấy nha cô chú anh chị. Nó giá thì mini về cho cô chú anh chị mình trưng Tết nha. Nó thì cũng gần Tết rồi cô chú anh chị, sắm một cặp hoa giấy về mình chơi, nói chung là rất là đẹp nhà luôn nha. Rồi thì địa chỉ ở vườn em là Tăng Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp nha cô chú anh chị. Thì số điện thoại cũng như số Zalo của em là 0784 694 419 nha. Rồi thì để không mất thời gian của cô chú anh chị thì em lên mã số 1 nha cô chú anh chị. Đó, nay em lên hàng cặp không nha cô chú anh chị. Nó về mình trưng cho có đôi có cặp luôn. Cây thứ nhất đo được chiều cao là 95, tán ngang nó là 90. Một cặp hồng gân quý anh chị em. Dạ. Mà hoành 8 nha cô chú anh chị. Hoành 8. Rồi tiếp theo cây thứ hai. Cây thứ hai này em đo được chiều cao là 90, tán ngang nó là 75. Hoành là hoành 9 luôn nha cô chú anh chị. Nó một cặp hồng gân, mã số 1. Nó rất là đẹp, cũng to tàn lắm nha cô chú anh chị. Rồi em xin giao lưu là 250.000 nha cô chú anh chị. 250.000 cho cặp mã số 1. Rồi tiếp theo mã số 2. Mã số 2 là một cặp Ấn Độ nha cô chú anh chị. Một cặp tiểu Ấn Độ nha. Dạ tiểu Ấn Độ. Bông rất là kẹo luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cây thứ nhất thì em đo được chiều cao nó là 1m, tán ngang nó là 60, hoành 8 nha cô chú anh chị. Cây thứ nhất. Rồi tiếp theo cây thứ hai. Cây thứ hai này một đế rất là lắc lượng luôn. Dạ. Cây này em đo được chiều cao là 95, tán ngang nó là 70, hoành là hoành 12 nha cô chú anh chị. Nó một cặp tiểu Ấn Độ mã số 2. Nó em cũng xin giao lưu là 250.000. 250.000 cho hai cây nha cô chú anh chị. Đó, bên em là bao sống bao ship toàn quốc luôn. Hai cây chỉ 250.000. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 là một cặp đỏ ruby nha cô chú anh chị. Đỏ ruby. Dạ. Rồi cây thứ nhất này em đã được chiều cao là 80, tán ngang là 60. Cây này lên bông kẹo chân. Dạ. Hoành là hoành 10 nha cô chú anh chị. Rồi cây thứ hai là em đo được chiều cao là 90, tán ngang là 70, hoành là hoành 14 nha cô chú anh chị. Nó một cặp ruby mã số 3. Đó, em xin giao lưu là 250.000 luôn cô chú anh chị ơi. 250.000 cho cặp đỏ ruby mã số 3. Rồi tiếp theo mã số 4 nha cô chú anh chị. Nó là một cặp mini này em ghép hôm nha cô chú anh chị. Nó ghép hôm rồi mà cam kim cương và dạ, cành vàng lá ngọc. Cành vàng lá ngọc. Ở đây là Timaret luôn nè cô chú anh chị. Đó, hai cây ba màu. Rồi cái này em đo được chiều cao là 50, tán ngang nó là 45. Hoành là hoành 8 nha cô chú anh chị, hôm nha cô chú anh chị. Rồi cái này em đo được chiều cao là 40, tán ngang là 40. Hoành 7 cô chú anh chị ơi. Nó thì một cặp hôm này là em xin giao lưu là 150.000, em bao sống bao ship luôn nha. Nó cặp gì chỉ có 150 bao ship luôn cô chú anh chị ơi. Đó, cặp mini. Cặp số 4 nha cô chú anh chị. Tiếp theo cặp số 5. Đó, cặp số 5 là một cặp nhiều màu nha cô chú anh chị. Đó, cặp số 5. Rồi em đo cây bên đây đi. Cây thứ nhất dạ, có hồng gân, hồng cam gân, lửa. Cam lửa. Rồi cái này em đo được chiều cao nó là 70, tán ngang nó là 60, hoành là hoành 10. Và tiếp theo cây thứ hai, hồng gân, dạ, red pizza, tím bướm, tím tiết, cam lửa, tiết, cam lửa. Dạ. Rồi cái này em đo được chiều cao là 75, tán ngang nó là 80, hoành là hoành 9 nha cô chú anh chị. Nó thì một cặp nhiều màu. Nó em xin giao lưu là 260.000 cô chú anh chị ơi, một cặp. Đó, mã số 5. Nhưng mà 260.000. Rồi tiếp theo mã số 6 nha cô chú anh chị. Đó, tiếp theo mã số 6 vẫn là một cặp nhiều màu luôn. Này là 3 4 màu trở lên không nha cô chú anh chị. Hồng lửa, tím tuyết, hồng gân, trắng mã lai. Dạ. Rồi cái này em đo được chiều cao là 70. Tán ngang nó là 75, cam thái 5 màu anh chị em. Dạ, hoành là hoành 10 nha cô chú anh chị. Cây thứ nhất. Rồi tiếp theo cây thứ hai. Đó, gồm có tím tuyết, cam lửa, đỏ lửa, hồng tuyết, tím bướm. Dạ.
Ok, em đo được chiều cao nó là 75. Tay ngang nó là 60. Hoành là hoành 10 nha cô chú anh chị. Đó, hai cây này là 5 màu hết trơn luôn nha cô chú anh chị. Đó, rồi cặp số 6 này em xin vô luôn là 300 ngàn cô chú anh chị ơi. 300 ngàn. Đó, cho cây rất là nhiều màu luôn. Cây 5-6 màu không nha cô chú anh chị. Mã số 6. Rồi, tiếp theo mã số 7. Đó, mã số 7 làm lên một cặp hồng gân tiếp theo nha cô chú anh chị. Đó, mã số 7. Rồi, cây thứ nhất em đo được chiều cao là 75. Tay ngang nó là 75. Hoành là hoành 8 nha cô chú anh chị. Rồi, cây thứ hai. Cây thứ hai này em đo được chiều cao nó là 95. Tay ngang nó là 55. Hoành là hoành 11 nha cô chú anh chị. Nó một cặp hồng gân mã số 7. Đó, cặp này em xin giao lưu là 240.000 cô chú anh chị ơi. 240.000 cho cặp hồng gân mã số 7 luôn. Rồi tiếp theo mã số 8. Đó, mã số 8. Tiếp cặp tục là mini một... ha. Dạ, cặp mini nhiều màu tiếp theo cô chú anh chị ơi. Gồm có cây thứ nhất là dưa hấu, trắng mã lai, hồng gân. Dạ. Trắng tiết. Dạ. Rồi cái này em đo được chiều cao là 55. Tay ngang nó là 75, từ 4 tới 5 màu anh chị em. Dạ. Hoành là hoành 9 nha cô chú anh chị. Tiếp theo cây thứ hai. Cũng trắng tiết, dưa hấu, tím bướm và hồng gân. Dạ, 4 màu. Rồi cái này em đo được chiều cao là 60, tay ngang là 70. Hoành là hoành 9 nha cô chú anh chị. Đó, thì cặp này mã số 8 nha cô chú anh chị. Mã số 8, em xin giao lưu là 240.000 cô chú anh chị ơi. Đó, cặp 4 5 màu nha, mã số 8. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 là một cặp Ấn Độ nha cô chú anh chị. Tiểu Ấn Độ. Dạ, tiểu Ấn Độ. Mã số 9. Sáng gió quá quý anh chị. Sáng quá gió của chú anh chị. Rồi cái này em đo được chiều cao nó là 80. Tay ngang nó là 60. Đó. Hoành là hoành 9 nha cô chú anh chị. Đó, tiếp theo cây bên đây. Cây bên đây thì nó đang đơm búp rất là nhiều luôn cô chú anh chị ơi. Rồi cái này em đo được chiều cao là 1m1 luôn. Tay ngang nó là 55. Hoành là hoành 9 luôn nha cô chú anh chị. Nó một cặp tiểu Ấn Độ. Này mã số 9 nha cô chú anh chị. Nó xin giao lưu là 240.000. 240.000 cho cặp tiểu Ấn Độ mã số 9. Rồi tiếp theo mã số 10 nha cô chú anh chị. Nó tiếp theo mã số 10 là một cặp tiên nữ cô chú anh chị ơi. Tiên nữ. Rồi mã số 10 này em đo được chiều cao là 75. Tay ngang nó là 75 luôn. Hoành là hoành 9. Rồi tiếp theo cây thứ hai. Cây thứ hai này em đo được chiều cao là 75. Tay ngang nó là 70. Hoành là hoành 11 nha cô chú anh chị. Đó thì cặp mã số 10 này em xin giao lưu là 240.000 cô chú anh chị ơi. 240.000 cho cặp tiên nữ nha cô chú anh chị. Bông nhỏ nhắn xinh xắn rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 10. Rồi tiếp theo mã số 11 nha cô chú anh chị. Mã số 11 là một cây hồng lửa. Và bên đây là vàng thái với hồng gân nha cô chú anh chị. Đó, hai cây 3 màu. Rồi cây hồng lửa em đo được chiều cao là 1m2. Tay ngang nó là 75. Hoành là hoành 10 nha cô chú anh chị. Đó, cây hồng lửa. Còn rỡ bông. Dạ. Đây là vàng hồng gân. Dạ. Cái này thì nó đột biến từ cam kim cương ra lá xanh. Dạ. Rồi cái này em đo được chiều cao là 1m. Tay ngang nó là 90. Hoành là hoành 9 luôn nha cô chú anh chị. Nó hai cây. Nó tàn rất là to đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Em xin giao lưu là 280.000 nha cô chú anh chị cho cặp mã số 11 nha. Đó. Tàn rất là đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Mã số 11. Rồi tiếp theo mã số 12. Nó mã số 12 là một cây tím tuyết và một cây chiều tím nha cô chú anh chị. Nó mã số 12. Rồi cây tím tiết cũng đo được chiều cao là 90. Tay ngang nó là 70. Hoành là hoành 8 nha cô chú anh chị.
Đó, còn cái chiều tím. Chiều tím lá vàng. Dạ. Rồi cái này em đo được chiều cao là 70. Tán ngang nó là 60. Hoành là hoành 12 nha quý anh chị. Nó cặp mã số 12. Nam xin vô luôn là 240.000 luôn cô chú anh chị ơi. 240.000 cho cặp mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. Mã số 13 là một cặp cũng 2-3 màu nha quý anh chị. Sakura phớt hồng Sakura dạ. Tiên nữ. Phớt hồng Sakura tiên nữ. Rồi cái này có 2 màu nha quý anh chị. Rồi cái này thứ nhất em đo được chiều cao là 1m. Tán ngang là 85. Hoành là hoành 10. Rồi bên đây thì có cam lửa với trắng tiết nha quý anh chị. Hai màu luôn. Rồi cái này em đo được chiều cao là 90. Tán ngang là 75. Hoành đây 13 nha quý anh chị. Đó thì cặp mã số 13. Đó cây hai màu nha quý anh chị. Em xin giao lưu là 260.000 của quý anh chị ơi. 260.000 cho một cặp hai màu. Mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14 là một cặp tím bướm nha quý anh chị. Cây mini. Dạ, mini. Cặp tím bướm. Rồi cái này em đo được chiều cao là 60. Tán ngang nó là 55. Hoành là hoành 10. Rồi cây bên đây thì em đo được chiều cao là 60. Tán ngang là 45. Hoành 9 nha quý anh chị. Nó thì một cặp tím bướm này em xin giao lưu là giá là 200.000 của quý anh chị ơi. 200.000 cho một cặp tím bướm mã số 14. Tiếp theo mã số 15. Đó, mã số 15 là em ghép cũng 2-3 màu nha quý anh chị. Hai màu. Thứ nhất thì gồm có hồng lửa và dạ, tím bướm. Hồng lửa và tím bướm. Cây thứ nhất nha quý anh chị. Rồi cái này em đã được chiều cao là 85, tán ngang nó là 50. Hoành là hoành 13. Rồi tiếp theo cây thứ hai. Tím bướm và đỏ lửa quý anh chị. Dạ. Rồi cái này em đã được chiều cao là 85, tán ngang nó là 75. Hoành là hoành 9 nha quý anh chị. Nó thì một cặp mã số 15. Nó em xin giao lưu là 240.000. 240.000 cho cặp mã số 15. Rồi tiếp theo cặp mã số 16. Kim cương cam. Dạ, kim cương cam. Rồi bên đây kim cương cam với lá ngọc cành vàng này của chú anh chị. Đang khi mà rết hoa đỏ. Dạ. Mã số 16. Rồi cái này em đã được chiều cao là 75. Tán ngang đó là 45. Hoành là hoành 8 nha cô chú anh chị. Rồi cây thứ hai cây cam kim cương. Em đo được chiều cao là 70. Tán ngang nó là 50. Hoành là hoành 8 nha quý anh chị. Nó đế rất là lắc lượng luôn quý anh chị ơi. Nó một cặp mã số 16 này em xin giao lưu là giá là 220.000 quý anh chị ơi. 220.000 cho cặp mã số 16. Rất là đẹp luôn quý anh chị ơi. Rồi tiếp theo mã số 17. Nó mã số 17 là một cặp hồng lửa nha quý anh chị. Hồng lửa mã số 17. Rồi cái này em đo được chiều cao là 1m05. Tán ngang nó là 70. Hoành là hoành 11 nha quý anh chị. Rồi cây thứ hai, cây này thì đang ôm búp rất là nhiều luôn của chú anh chị ơi. Rồi cái này em đo được chiều cao là 95. Tán ngang nó là 80. Hoành là hoành 10 nha quý chú anh chị. Hoành 10. Nó thì một cặp hồng lửa này mã số 17 nha quý chú anh chị. Nó em xin giao lưu là 250.000. 250.000 cho cặp hồng lửa mã số 17. Tiếp theo mã số 18. Mã số 18 là một cặp mini nha cô chú anh chị. Thái cô chú anh chị. Dạ. Đây, thái 3-4 màu. Rồi thứ nhất là gồm có hồng thái, cam thái, đỏ thái. Dạ. Trắng thái, trắng phớt hồng thái quý chị. Dạ. 4 màu của chú anh chị ơi. Rồi cái này em đo được chiều cao là 80. Tán ngang nó là 80 luôn. Hoành là hoành 7 nha quý anh chị. Đó, cây thứ nhất. Rồi tiếp theo cây thứ hai. Vàng thái, cam thái, đó, tím bướm và đỏ lửa quý anh chị. Dạ, 4 màu luôn quý anh chị ơi. Rồi cái này em đo được chiều cao nó là 60. Tán ngang nó là 70. Hoành là hoành 8 nha quý anh chị. Nó thì cặp mã số 18. Cây 4 màu không nha quý anh chị. Rồi em xin giao lưu là giá là 220.000. 220.000 cho cây 4 màu.
Rồi tiếp theo mã số 19. Đó, đây là một cây đỏ lửa nha cô chú chị. Còn bên đây thì đỏ lửa với hồng găng. Đó, xa cây... búp luôn. Dạ. Rồi cây thứ nhất em đo được chiều cao nó là 75. Tán ngang nó là 60. Hoành là hoành 7 nha cô chú anh chị. Dạ, đây. Và tiếp theo cây thứ hai là cây đỏ lửa nha cô chú anh chị. Rồi cái này em đo được chiều cao là 75. Tán ngang nó là 75. Hoành là hoành 11 nha cô chú anh chị. Đó thì cặp mã số 19 em xin giao lưu là 230.000. 230.000 cho cặp mã số 19. Rồi tiếp theo mã số 20 nha cô chú anh chị. 20 là một cặp Ấn Độ lá lớn nha cô chú anh chị. Dạ. Mã số 20. Rồi cây thứ nhất em đo được chiều cao là 1m1. Tán ngang nó là 60. Hoành là hoành 10 nha cô chú anh chị. Và cây thứ hai thì em đo được chiều cao là 1m1 luôn. Tán ngang nó là 45. Hoành là 15 nha cô chú anh chị. Nó hai cây, cây nào cũng đang lên hoa luôn nha cô chú anh chị. Nó thì cặp này em xin giao lưu là giá là 270.000 nha cô chú anh chị. Rồi thì cặp 20 cũng là cặp cuối clip nha. Em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều đã dành thời gian xem clip của em và cây kênh của anh Thái nha. Rồi thì em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ạ. Rồi hẹn gặp lại anh chị em vào clip tiếp theo nha, vườn em đông nha. Trong vườn thì còn khá là nhiều nguồn, quý anh chị em nào cần thì cứ liên hệ trực tiếp sẽ gửi mẫu thêm nha. Thôi thay vì chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em vào clip tiếp theo nha.